Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Xem Lan Ngọc giải nhảy cho nữ hoàng rớt nhịp Thúy Ngân thấy cưng quá nè. Lan Ngọc Thúy Ngân vốn là cặp chị em thân thiết khi cùng góp mặt trong nhiều chương trình. Đi ghi hình cùng nhau, hai chị em thường quay nhiều clip TikTok để khoe với fan. Trong hậu trường mới nhất của 7 nụ cười xuân, Lan Ngọc đã hướng dẫn cho cô em gái thân thiết tập nhảy. Nhưng với danh hiệu nữ hoàng rớt nhịp, Thúy Ngân phải tập đi tập lại khá nhiều lần. Hai chị em tập dáng dê thì ST Sơn Thạch cũng xuất hiện và nhập hội. Dàn idol top top của 7 nụ lên sàn nhưng bị Trương Thế Vinh, Lâm Vĩ Dạ đuổi thẳng vì quậy sân khấu khiến cả hai không tập trung ghi hình được. Thực chất, sự lệch nhịp của Thúy Ngân là một trong những signature của nữ diễn viên tại 7 nụ cười xuân. Cô thường xuyên bị mọi người trêu vì vấn đề này. Thậm chí Trường Giang từng thốt lên: "Thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng chỉ là những diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ luôn học hỏi mỗi ngày. Cái gì chưa được thì mình học cho được, và cũng năm mùa rồi Thúy Ngân vẫn chưa học được về nhịp." Trước đây, Lan Ngọc và Thúy Ngân từng có dịp nhảy chung gây sốt mạng xã hội. Kể từ sau chuyến đi ghi hình ở Hàn Quốc cho Running Man Việt Nam, chơi là chạy, hai chị em rất chăm chỉ quay clip cùng nhau và khiến fan thích thú vì quá đáng yêu. Tuy nhiên, không phải lần nào Lan Ngọc Thúy Ngân cũng cho ra đời những clip ăn ý. Có lúc Lan Ngọc hát một đường, Thúy Ngân nhảy một nẻo, hoặc có khi hai chị em nhảy không ăn nhập gì với nhau, nhưng mà do dễ cưng nên fan bỏ qua hết.